Hoa hậu Ý Nhi ăn chửi vì đòi xóa nạn đói nạn dốt cho trẻ em vùng sâu vùng xa, cộng đồng mạng tuyên bố hết cứu. Một đoạn phỏng vấn của top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa được chia sẻ lại, vừa gây ý kiến trái chiều. Trong đó, tân Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục có câu trả lời đi vào lòng đất. Cụ thể, khi tham gia một triển lãm tranh gây quỹ từ thiện hôm 28 tháng 7, Hoa hậu Ý Nhi và hai á hậu Đào Hiền Minh Kiên giao lưu trên thảm đỏ. Khi được hỏi về cảm nhận khi đến triển lãm, Ý Nhi bày tỏ cô biết ơn và muốn dùng sức ảnh hưởng hiện có của bản thân, cũng như top 3 để lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp của chương trình. Qua đó, ban tổ chức có thể quyên góp đủ số tiền giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa, cũng như nạn đói nạn dốt ở đây. Nhiều khán giả chỉ ra một số chi tiết chưa ổn trong câu trả lời của Ý Nhi, bởi lại lúc này cô chỉ mới đăng quang một tuần, độ phủ sóng của danh hiệu có giới hạn nhất định. Vì thế, để thừa nhận dùng sức ảnh hưởng của bản thân được cho là một phát ngôn chưa khéo léo của Ý Nhi ở hiện tại. Ngoài ra, những từ ngữ nạn đói nạn dốt cũng chưa phù hợp trong phần chia sẻ. Dân mạng bình luận vẫn có đứa bên được, trình độ ăn nói thế này mà cũng là hoa hồng. Má ơi, hổm giờ nó chìm rồi, giờ tới nữa rồi đó. Nạn đói, nạn dốt là dùng từ xưa rồi, bây giờ không dùng nữa vì quá đau thương đi. Lần đầu tiên tôi nghe nạn dốt, nghe nó đau lòng vậy trời. Trong khi đó, á hậu Đào Thị Hiền lại có câu trả lời suôn sẻ hơn cho câu hỏi, điều gì ở triển lãm khiến cô ấn tượng nhất. Người đẹp cho biết, tôi thấy có thật nhiều điều đặc biệt ở đây. Khi nhìn thấy bức tranh của các em nhỏ, tôi có thể ghi những lời nhắn nhủ. Bản thân tôi là người yêu hội họa cũng như thường xuyên làm thiện nguyện. Tôi xúc động và đồng cảm với những giá trị nhân văn của triển lãm. Điều này cũng là động lực cho tôi thực hiện nhiều dự án của mình trong thời gian tới. Riêng á hậu hai Minh Kiên cũng bắt lỗi diễn đạt dài dòng ngập ngừng. Do vậy, khán giả dành lời khuyên Ý Nhi Minh Kiên cần trau dồi thêm kỹ năng ứng xử, đọc nhiều sách để rèn luyện vốn từ để có thể hoàn thiện về phần phỏng vấn giống như đàn chị Đào Hiền. Trước đó, Ý Nhi cũng đã trở thành tâm điểm chú ý khi có loạt chia sẻ gây tranh cãi. Cô cũng đã lên tiếng xin lỗi. Hoa hậu Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị. Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai. Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và ban tổ chức trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa rằng không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi đến tất cả khán giả Việt Nam. Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1m75, số đo 3 vòng 79-59-89, đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đào Thị Hiền sinh năm 2001, quê Nghệ An, đạt danh hiệu Á hậu 1, hiện cô đang theo học Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, cao 1m71, quê Ninh Thuận, cô là sinh viên ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.